Anh em thả thính từ lúc 2 rưỡi, 2 rưỡi bây giờ chả sẩm tối rồi. Bây giờ xem mấy giờ rồi, bây giờ là 5 giờ 10 phút, không được một con nào. Móm dài dàng này, cả hồ này anh em, cả cái hồ không có một ai ngồi câu luôn. Đây à, tôi định sang cái hồ, mới đầu định sang cái hồ bên kia ngồi cơ. Thế nhưng mà thấy đông quá, thế là thôi sang hồ bên này ngồi một mình. Chiều có ông ra đây, ông ấy bảo là hồ này 3 4 ngày rồi không có ai ngồi. Cá nó không câu, cá nó không ăn. Hết cá rồi. Hôm trước là ông ấy thả toàn là du phi bằng 2 ngón tay thôi. Mẹ thiên sư. Hôm nay tôi ngồi đến tối mà về mà không được con nào thì là móm này. Nhục nhục chưa, đây rô phi, đây rô phi ông thả đây, 2 3 ngón tay anh em xem này. Thả toàn cái loại rô phi mới đẻ thôi, kiểu này mà đến tối mà không được cái gì là móm. Đây, em thấy tôi trộn mồi lăng xê để đánh nhá, để câu ở bên hồ bên kia, nhưng mà tôi ra cái chỗ đấy thì có người ngồi mất rồi, thế là tôi không câu. Cái chỗ câu của tôi bị ngồi mất, với cả đông nữa, thế là tôi sang bên này tôi ngồi, thế là móm dài răng này. Ôi trời ơi, ngồi cả từ 2 rưỡi đến giờ, 5 giờ gọi là 3 giờ, 2 rưỡi 3 rưỡi 4 rưỡi 5 rưỡi gọi 3 tiếng đi, 2 tiếng rưỡi không thấy một con cá nào quẫy ở hồ này, không có một con nào quẫy luôn, sợ thật. Đây hồ phẳng lặng luôn, không có một con nào quẫy, từ con to đến con nhỏ. À, chắc là lượng cá cái hồ này nó còn quá ít chứ không phải ít. Nốt này cạch cái hồ này, bao giờ nhà thả lên lại câu. À, Ghê không quá. móm được Móm con rô phi bằng 3 ngón tay.